Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình 100 đội fashion trên VITV. Thế giới vẫn luôn vận động và vòng xoay thời trang chưa bao giờ dừng lại. Đó là lý do hãy đón xem 100 đội fashion để không bỏ lỡ bất kỳ một hot trend nào và cùng chúng tôi chu du qua thế giới của những bộ sưu tập đầy lôi cuốn cũng như trải nghiệm không gian của những câu chuyện không có lời kết trong thế giới vạn màu sắc của thời trang. Trước tiên, chúng ta sẽ mở đầu với những thông tin thời trang mới nhất. Khác với phong cách châu Âu sang trọng, quý phái trước đó, đến với tuần lễ thời trang Thượng Hải năm 2016, nhà thiết kế Kelly Bùi của Việt Nam đã mang đến một sắc màu mới theo hơi hướng và nét đẹp của châu Á cổ xưa trong bộ sưu tập Tolkien. Sắc đẹp chủ đạo, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại càng làm tăng thêm nét huyền bí cho bộ sưu tập lần này. Nét đẹp của người phụ nữ phương Đông thế kỷ 19 sẽ được Tolkien tái hiện sắc nét trên sàn diễn của Shanghai Fashion Week. Sau thành công của hai bộ sưu tập Hành Trình Phiêu Du và Sherlock Home, nhà thiết kế Việt Kelly Bùi tiếp tục góp mặt trong Shanghai Fashion Week năm nay. Show diễn của Kelly Bùi sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4. Video quảng bá cho thương hiệu Việt này tại tuần lễ thời trang Thượng Hải đã bắt đầu lên sóng trên kênh truyền thông của Trung Quốc và châu Á vào ngày 23 tháng 3. Hiện nay, thời trang sinh thái đang là xu hướng thời trang được quan tâm bởi sự thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe của người mặc. Trong tương lai, xu hướng này sẽ góp phần định hướng cho làng công nghiệp thời trang Việt Nam và thế giới ngày càng phát triển bền vững, thân thiện và văn minh. Trong phóng sự thời trang tuần này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của một nhà thiết kế, người kiên định theo đuổi dòng thời trang bền vững từ chính những vật liệu sẵn có của Việt Nam. Nghiên cứu ròng rã trong 4 năm, với nỗ lực cứu các phương pháp nhuộm và dệt vải có nguy cơ mai một tại các vùng cao Tây Bắc, nhà thiết kế Vũ Thảo đã cho ra đời dòng thời trang bền vững với sự kết hợp đáng ngạc nhiên giữa chất liệu truyền thống và phong cách đương đại. Các cái chất liệu mà có nguồn gốc tự nhiên thì đều rất là ưu việt. Nó có những cái đặc tính khác nhau, mỗi chất liệu thì cũng mang lại cái hiệu ứng rất khác nhau cho thiết kế. Có 3 chất liệu mà hiện tại tôi đang phát triển được mà dùng những cái chất liệu truyền thống cũng như là có nguồn gốc ở đây. Đó là bông, vải bông, rồi là vải lụa, rồi là vải lanh. Thì là 3 chất liệu chủ đạo bây giờ mà tôi đang xây dựng được. Thế còn đấy là về mặt chất liệu thôi. Thế còn về các cái kỹ thuật để làm thì nó rất là nhiều và tôi kết hợp ở rất nhiều các vùng miền cũng như các cái nghề truyền thống, các cái nghề thủ công khác nhau để làm ra một cái sản phẩm sinh thái. Không chỉ thành công trong việc sáng tạo những sắc màu không tưởng từ phương pháp nhuộm truyền thống, nhà thiết kế Vũ Thảo và những cộng sự đã và đang nỗ lực hết mình nhằm bảo tồn và phát triển những phương pháp sản xuất truyền thống mà phần nhiều trong số đó đang có nguy cơ mai một. Đó là kỹ thuật in sáp ong, tạo ra các hoa văn bằng việc nhúng vẽ vào sáp ong nóng chảy, rồi in chấm lên vải của người giao tiền. Mới đây nhất, Vũ Thảo đã giới thiệu tới giới mộ điệu bộ sưu tập mang tên Khởi. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những trang phục lễ hội Việt Nam, cùng chất liệu thiên nhiên, pha trộn phong cách sắc sảo của trào lưu thập niên 60-70 như áo khoác xe máy Perfecto, áo khoác săn bắn và cánh áo cổ điển tạo nên một phong cách phóng khoáng cho bộ sưu tập. Bộ sưu tập Khởi lần này còn là sự đánh dấu cho dòng sản phẩm mới được thiết kế từ hai chất liệu đặc trưng của Việt Nam, lanh mài đá của đồng bào Hơ Mông thuộc vùng núi Tây Bắc và lụa vân của đồng bào đồng bằng Bắc Bộ. Thông qua bộ sưu tập này thì tôi cũng muốn mang đến người xem có một cái nhìn uyển chuyển hơn với các cái kỹ thuật cũng như chất liệu truyền thống. Thì cái bộ sưu tập của nhà thiết kế Vũ Thảo hôm nay là một cái bộ sưu tập mà đối với tôi thì nó cũng gây nhiều bất ngờ. Thứ nhất là về chất liệu, Vũ Thảo đã dùng những cái chất liệu rất là mộc mạc nhưng lại cũng rất là, tuy là mộc nhưng lại rất nuột nà và là những cái chất liệu mà tôi nghĩ rằng là chất liệu thời thượng. Qua những cái chi tiết của sản phẩm á, tôi thích nhất là cái bộ áo sơ mi mà transform đơn giản là khi mà cởi cái khuy ra nó có thể là trở thành một cái kiểu dáng khác.
thì tôi rất là thích, đặc biệt là những cái chất liệu lụa mà chị ý sử dụng thì rất là hiệu quả. Kiên trì với dòng thời trang bền vững, nhà thiết kế Vũ Thảo tạo cho Khởi hướng đi táo bạo. Đó là sáng tạo phong cách thời trang đường đại trên khung truyền thống. Những bộ trang phục này mang hơi hướng phương Tây và hoàn toàn bắt nhịp được với hơi thở của cuộc sống thường ngày. Tuần lễ thời trang Seoul diễn ra từ ngày 21 cho đến ngày 26 tháng 3 năm 2016 tại trung tâm Dongdaemun Moon Design Plaza của Seoul, Hàn Quốc đã quy tụ nhiều nhà thiết kế và các công ty thời trang cũng như báo giới trong và ngoài nước. Tại trung tâm Dongdaemun Moon Design Plaza, 38 thương hiệu thiết kế và 3 công ty thời trang đã chính thức giới thiệu đến khán giả bộ sưu tập xuân hè của họ. Điểm đặc biệt của tuần lễ này chính là yếu tố truyền thống tiếp diễn hiện tại và sẽ là luồng gió thổi xuyên suốt chuỗi sự kiện. Bên cạnh đó, các show diễn thương mại nhằm quảng bá thương hiệu mới hoặc các công ty thời trang sẽ chủ yếu được diễn ra tại Daesun Floor Mill thuộc Mu Lê Đông. Cũng trong khuôn khổ tuần lễ này, thời trang đường phố được các bạn trẻ quan tâm nhiều nhất. Các bộ sưu tập phong phú từ kiểu truyền thống đến hiện đại, từ trẻ em đến người lớn và dành cho cả nam lẫn nữ. Nếu có yếu tố nào có thể lấn át được độ cool của những chàng soái ca xứ Anh Đào, thì chắc chắn đó là những bộ kimono cực đẹp mắt của nhà thiết kế Yotazo Saito. Nhật Bản là một quốc gia đặc biệt. Tuy là cường quốc sở hữu tốc độ phát triển hiện đại hóa nhanh bậc nhất thế giới, nhưng xứ sở hoa anh đào cũng lưu giữ đầy đủ những nét văn hóa truyền thống của mình. Điều này được thể hiện rõ nét qua những danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán và đặc biệt là thời trang. Nhà thiết kế này đã có kinh nghiệm hơn 20 năm với bộ kimono. Và dưới đây là một bộ sưu tập kimono sắc màu có thể đủ sức vực dậy loại trang phục truyền thống này. Với thiết kế in hoa tinh tế, đậm chất cổ truyền của Nhật Bản và những phụ kiện attention grabbing, điều thú vị là không chỉ làm kimono cho phái đẹp, ngay cả trang phục truyền thống Nhật Bản dành cho các nam giới cũng khiến công chúng mãn nhãn. Sau khi tuần lễ thời trang Milan Thu Đông 2016-2017 kết thúc hồi tháng 2 vừa qua, nhà mốt Gucci với vị giám đốc sáng tạo đầy cá tính đã khiến làng thời trang cao cấp thế giới phải bất ngờ với một trang mới không thể tuyệt vời hơn. Show khai màn rộn rã với bộ sưu tập đặc sắc của Gucci đã đưa tới sự kiện thời trang đáng trông đợi nhất năm với hơn 70 thiết kế giàu cảm hứng. Show diễn của Gucci diễn ra muộn 2 tiếng so với dự kiến, làm điêu đứng lịch trình của tuần lễ thời trang Milan. Không chỉ do một số khách đến dự muộn, mà còn vì bữa trưa quan trọng của Thủ tướng Matteo Renzi và Thị trưởng Milan, ông Giuliano Pisapia, với những gương mặt lớn trong làng thời trang Ý như Marco Biazzari, CEO của Gucci, Pietro Beccari, CEO của Fendi và Stefano Sassi, CEO của Valentino. Cũng chính điều này đã làm tôn lên sự đình đám của thương hiệu thời trang vốn được săn đón suốt nhiều thế kỷ qua. Vẫn là phong cách thiết kế mang tính hoài cổ, bộ sưu tập Thu Đông của Gucci lần này mang đến những thiết kế có phần táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, từ những thiết kế đơn màu nhưng không đơn điệu, cho đến những chiếc váy mang hơi thở của hội họa phục hưng, những cô gái của Gucci thì vẫn vậy, vẫn luôn nữ tính, cuốn hút và đầy bí ẩn. Những phong cách và cảm hứng thời trang luôn được hiện diện một cách phong phú trong bộ sưu tập của Gucci. Các nhóm cảm hứng đan xen với nhau tạo nên chiều dài sáng tạo và khiến ngàn người phải mê đắm. Nghệ thuật Ý, vẻ đẹp cổ điển được tái hiện mênh mông. Tuy vậy, những xu hướng thịnh hành vẫn được lồng ghép duyên dáng. Bộ sưu tập lần này của Gucci đem vào những nét đẹp từ phương Đông như họa tiết và dáng sườn xám của Trung Hoa. Bên cạnh đó, phong cách đường phố cũng thấp thoáng hiển hiện nhưng bùng nổ hơn nhờ vẻ thời thượng. Alessandro Michel vẫn chuộng những chi tiết thêu, đính cầu kỳ trong bộ sưu tập lần này.
Ngoài ra, với chiếc tay áo của mùa mốt thu đông 2016, thương hiệu Đình Đám đã lăng xê dáng tay áo lông, tay áo bèo, ống loe và ống Leg of Mutton, đùi cừu. Trong đó, tay áo đùi cừu của thập niên 1890 từng là nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà thiết kế lớn. Không chỉ có vậy, tính đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn rằng những chiếc áo lông sẽ là một trong những xu hướng hot nhất năm nay bởi nó phủ sóng trên khắp sàn diễn New York, London và giờ là Milan. Gucci cũng sử dụng những tông màu nổi bật như vàng, hồng để xua tan không khí ảm đạm của những ngày đông. Bên cạnh các trang phục, tại show Gucci thu đông 2016 cũng khiến khán giả khó có thể rời mắt. Chiếc túi Dionysus hay trang sức mang âm hưởng Baroque tạo nên những phụ kiện đi kèm trang phục của Gucci mùa này. Cực kỳ đa dạng, thời trang thập niên 80 được sống lại trong bộ sưu tập Gucci thu đông với những cô nàng mọt sách, những chiếc kính gọng tròn hay cả những mũ giáp bản to sẽ hot trở lại cùng sự thành công của Gucci. Bạn đã từng đau đầu khi không biết sẽ lựa chọn trang phục như thế nào để dự tiệc? Bạn đã bao giờ nghĩ mình nhất định phải có trong tủ đồ ít nhất một chiếc váy lộng lẫy để diện trong một sự kiện lớn? Nếu có, chắc chắn bạn không thể bỏ qua câu chuyện thời trang ngày hôm nay khi những người làm chương trình sẽ cùng quý vị đến với thế giới đầy bản sắc của những chiếc đầm dự tiệc. Ai trong chúng ta chắc hẳn đã từng có ít nhất một lần ấn tượng với hình ảnh cô gái lọ lem, lộng lẫy như một nàng công chúa, bước xuống từ cỗ xe ngựa trong bộ trang phục dạ hội. Điều này đã khiến bao con tim phải ngất ngây và choáng ngợp. Không phải chỉ trong chuyện cổ tích, những chiếc đầm dạ hội là tinh hoa của thời trang khi chúng đã được tôn vinh từ những năm của thế kỷ thứ 15, gắn liền với sự sang trọng, quý phái của giới quý tộc, gắn liền với sự phát triển của âm nhạc, văn chương, nghệ thuật. Đó cũng là mảnh đất màu mỡ cho thời trang dạ tiệc thăng hoa. Qua thời gian, những buổi dạ tiệc, những bữa ăn tối bày trí công phu, khiêu vũ và kịch nghệ là dịp để các quý bà, quý cô phô diễn tủ quần áo tinh tế của mình. Càng về sau, đầm dạ hội bước qua nhiều sự thay đổi về phong dáng, kiểu cách, nhưng vẫn là trang phục đại diện cho một lối sống thượng lưu. Tất nhiên, chúng đã vượt ra ngoài bức tường thành của các hoàng tộc, bước ra với những nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Dù có thiết kế đơn giản hay cầu kỳ, chúng luôn làm bật lên nét tôn quý, sang trọng và xứng đáng chu du từ những sự kiện thảm đỏ lớn nhỏ, tiệc chiêu đãi từ cấp nhà nước đến cá nhân, tiệc từ thiện, lễ cưới trang trọng đến những buổi khiêu vũ. Gây được sự chú ý của giới trẻ trong một buổi dạ tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu, bộ sưu tập câu chuyện pha lê của nhà thiết kế Ngọc Long với điểm nhấn của 18 bộ cánh và những đường cắt, xẻ, lựa chọn chất liệu táo bạo như voan, ren làm cho bộ đầm trở nên nửa kín nửa hở, khiến giới mộ điệu không thể rời mắt trước một cô gái quyến rũ nhưng lại đầy thần bí. Những chiếc đầm dạ hội đủ kiểu dáng, màu sắc có một sức lửa cuốn đến mê hoặc phái nữ. Mỗi mùa thời trang lại nổi lên một xu hướng mới, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Và không ai khác, chính những nhà thiết kế này là người tiên phong trong việc xây dựng nên xu hướng. Xu hướng 2016 này, khi Ngọc Long hướng về cho tất cả các phụ nữ cũng như là tất cả quý khách hàng đến với dạ hội Ngọc Long, đó là đầm đuôi cá theo xu hướng của nước ngoài luôn. Kèm vào đó, những cái ưu điểm Ngọc Long đã có nền tảng từ trước đến giờ, đó là sự kết đá pha lê và những cái ren, đó là sự trường phái của Ngọc Long mang vào để phục vụ cho khách hàng năm 2016 này. Mình chọn thiên về những cái trang phục mà nó tinh tế một cách nhẹ nhàng nhưng mà vẫn tôn lên được sự quyến rũ nhất định. Còn ngoài ra thì đó là cho những buổi chụp hình ngoại cảnh ở ngoài trời. Còn nếu như mà đi event vào những buổi tối, tiệc tối sang trọng với những ánh đèn thì tất nhiên là những cái bộ trang phục mà có đính đá sang trọng quý phái thì nó sẽ toát lên được cái tố chất nhiều hơn. Là một người mẫu trình diễn thời trang thì Thi đã trình diễn rất là nhiều trong phục đầm dạ hội, nhưng mà có một form dáng mà Thi luôn rất là thích ở đầm dạ hội, đó là đầm đuôi cá. Vì
đầm nuôi cá luôn luôn tôn được tất cả các đường nét, đường cong của một người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng dễ dàng lựa chọn những bộ cánh sexy đến các buổi tiệc sang trọng. Cho nên, để hài hòa giữa hai phong cách tưởng chừng như tương phản này, các nhà mốt năm nay đã sử dụng những chi tiết ấn tượng. Trong đó, họa tiết 3D rất được các nhà thiết kế chú ý, như những chi tiết nổi của gen, kết hợp pha lê, sequin hay những bông hoa nổi trên nền vải mềm mại ôm sát cơ thể. Khác với Ngọc Long, một nhà thiết kế lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm, thì Linh Bùi lại là một nhà thiết kế tay ngang tại Hà Nội. Trước kia, cô nàng là hoa khôi của Học viện Ngoại giao, từng tham gia làm MC của nhiều chương trình truyền hình. Nhưng cơ duyên lại đưa cô đến với thời trang. Sau khi tốt nghiệp Học viện Thời trang London, Linh đi theo con đường thiết kế chuyên nghiệp. Cô trải nghiệm với việc thiết kế các trang phục truyền thống từ áo dài. Đặc biệt hơn, cô nàng còn sở hữu một nhãn đầm dạ hội rất chất và là lựa chọn của nhiều sao trong giới showbiz. Khi tới thăm thế giới thời trang mà Linh đang tạo nên giữa lòng Hà Nội, chúng tôi cũng thật sự bất ngờ. Những mẫu đầm nổi bật, gợi cảm, khoe bờ vai hay lưng của phái nữ không hề phô trương mà gợi vẻ nhẹ nhàng, nữ tính chính là điều mà ai cũng dễ dàng cảm nhận được khi chiêm ngưỡng. Với mong muốn khơi gợi vẻ nữ tính và thân hình nóng bỏng của phái đẹp mà vẫn không kém phần trang nhã, những mẫu thiết kế của cô gái trẻ đã phần nào tạo nên được một xu hướng riêng. Cũng như những nhà thiết kế trẻ có sức sáng tạo không ngừng nghỉ, cô rất hào hứng chia sẻ về phong cách mà mình sẽ định hướng cho các khách hàng sành điệu và cá tính. Xu hướng đầm dạ hội năm nay của bên mình thì chú trọng vào những thiết kế về form đuôi cá với những màu sắc nhẹ nhàng, và bên cạnh đấy thì lựa chọn những mẫu đầm dạ hội mà với đường cắt cúp tinh tế thì sẽ giúp tôn dáng người mặc cũng như là che được những cái khuyết điểm của cơ thể. Lựa chọn những mẫu vải sequin lấp lánh và đơn sắc nhưng cách tạo dáng không hề đơn điệu. Điều này khiến cho đường cong phái nữ trở nên uyển chuyển và mềm mại hơn. Ngay cả với những cô nàng hơi mập một chút, việc lựa chọn đầm dạ hội như thế này cũng không hề khiến họ kém tự tin. Quý vị và các bạn thân mến, từ trang phục bình thường như thế này nhưng mà khi mà Minh Hằng thử các cái mẫu đầm dạ hội này vào thì không biết rằng là Minh Hằng sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Quý vị hãy cùng chờ đón nhé! But when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and... Đầm dạ hội quả thật có sức hấp dẫn của riêng nó, nhất là với các quý bà, quý cô thường xuyên có lịch trình đi dự các sự kiện lớn nhỏ. Chiếc đầm dạ hội gần như là lựa chọn không thể thiếu. Còn bạn, bạn đã tự tin khi lựa chọn đầm dạ hội cho mình chưa? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Lúc này bạn đã có thêm quyết định gì nữa cho tủ đồ của mình chưa? Nếu bạn vẫn còn đang phân vân về cách chọn đồ dự tiệc cho mình ra sao, thì hãy tiếp tục dõi theo những lời khuyên của các chuyên gia trong một Fashion Tips. Mình nghĩ thì mỗi người phụ nữ bên cạnh những cái bộ trang phục mà được lựa chọn phù hợp thì cũng ngoài là những cái kiểu tóc là sao cho phù hợp với trang phục cũng rất là quan trọng. Bên cạnh đấy thì đối với những mẫu thiết kế thì các chị em không nên chú trọng vào những cái màu sắc quá bắt mắt vì thực sự là nó sẽ làm lộ những cái khuyết điểm trên cơ thể mình, mà thay vào đó thì chúng ta có thể lựa chọn những bộ trang phục màu sắc nhã nhặn, tinh tế và không quá rườm rà. Như vậy thì vẫn giúp cho chị em tôn lên được những đường nét trên cơ thể. Với những chị em mà thân hình mảnh dẻ, thực sự là mặc dạ hội cũng là một lợi thế, bởi vì sẽ giúp cho gọi như là cảm giác
cơ thể mình khi mà mặc lên thì nó sẽ thanh thoát hơn. Tuy nhiên thì với những chị em mà thân hình của mình hơi mảnh dẻ thì mình nghĩ là cái chất liệu của trang phục cũng rất là quan trọng. Không nên, chúng ta không nên quá là chọn những chất liệu dày và hoặc là những cái thiết kế mà nó quá là bồng bềnh hoặc là nổi bật, như vậy thì sẽ làm cho vóc dáng của mình lại càng gọi như là bị gầy và bị mảnh dẻ hơn. Hy vọng bạn sẽ luôn tỏa sáng trong mỗi sự kiện mà bạn đặt chân tới. Đến đây, 100 độ fashion tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.